các đối thủ chính trị của Nga, các đại biểu Ukraine và các đồng minh khác của Tổng thống Zelensky. Chính ông là đối tượng của sự sùng bái nhân cách không cần suy nghĩ. Mời quý vị cùng đến với bức tranh toàn cảnh về những vấn đề thế giới nổi bật trong 24 giờ qua. Những thông tin mới nhất sẽ có trong bản tin thời sự quốc tế trên kênh Tin tức Việt. Tất cả sẽ có ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi. Lời tâng bốc từ phương Tây và ảo tưởng chiến thắng của Tổng thống Zelensky. Sự tôn sùng và thậm chí là huyền thoại hóa Zelensky vốn đã đạt đến mức phi lý, một phần được giải thích bởi sự căm ghét dễ hiểu đối với kẻ tấn công, Tổng thống Nga Putin, và bởi tài năng diễn xuất của Zelensky, một diễn viên hài chuyên nghiệp, người đã khéo léo nắm bắt thời điểm để cải thiện hình tượng một cách triệt để. Tiến sĩ Alain Gabon là phó giáo sư nghiên cứu Pháp và là chủ nhiệm khoa ngoại ngữ và văn học tại Đại học Virginia Wesleyan ở Virginia Beach, Mỹ, đã thể hiện những quan điểm với tư cách là một người đứng ngoài cuộc chiến. Cụ thể những luận điểm này như sau. Một nghiên cứu địa chính trị học, các trí thức bất đồng chính kiến và chính lịch sử đã cho thấy hệ thống thông tin của chúng ta có thể biến thành cỗ máy tuyên truyền khổng lồ nhanh chóng như thế nào ngay khi các quốc gia xảy ra chiến sự. Giữa cuộc chiến Nga-Ukraine, NATO và Liên minh châu Âu đưa ra một ví dụ hoàn hảo về kiểu giao tiếp chiến tranh này. Về mặt kiểm duyệt, thông tin sai lệch và tuyên truyền, chúng ta đang chứng kiến sự tái hiện những gì đã xảy ra trong chiến tranh vùng vịnh và cuộc tấn công Iraq năm 2003. Bất cứ nơi nào, trừ những trường hợp ngoại lệ hiếm hoi, những tiếng nói duy nhất được phép phát biểu là những người đưa ra đường lối chính thức của nhóm, người phát ngôn của NATO. Các sĩ quan đã nghỉ hưu, chuyển đổi sang lĩnh vực kinh doanh sinh lợi, đó là tư vấn an ninh, các chuyên gia địa chính trị. Nhưng chỉ những người sẽ bám sát kịch bản. Các đối thủ chính trị của Nga, các đại biểu Ukraine và các đồng minh khác của Tổng thống Zelensky, chính ông là đối tượng của sự sùng bái nhân cách không cần suy nghĩ. Sự tôn sùng và thậm chí là huyền thoại hóa Zelensky vốn đã đạt đến mức phi lý, một phần được giải thích bởi sự căm ghét dễ hiểu đối với kẻ tấn công là Tổng thống Nga Putin, và cũng bởi tài năng diễn xuất của Zelensky, một diễn viên hài chuyên nghiệp, người đã khéo léo nắm bắt thời điểm để cải thiện hình tượng một cách triệt để. Bản thân ông là biểu tượng của sự phản kháng, tự do và dân chủ, trung tâm của cái thiện chống lại cái ác tuyệt đối do Putin thể hiện, là một sự giao thoa giữa Che Guevara và Rambo. Nhưng nó cũng được giải thích bởi một lỗi logic, cụ thể là ngụy biện rằng nếu Putin là người siêu cấp và ông ta tấn công Zelensky, thì người thứ hai nhất thiết phải là anh hùng tốt và cao quý, người xứng đáng được chúng ta ủng hộ vô điều kiện. Nói cách khác, kẻ thù của tôi là bạn của ta. Nhưng nếu Putin thực sự là kẻ phản diện và Ukraine là một quốc gia đang bị tấn công, điều này không tự động biến đối thủ của ông Putin trở thành thánh mà tất cả phải cúi đầu. Với tiếng kêu thống thiết về người dân chống lại giới tinh hoa, chương trình bầu cử thô sơ, những lời hứa hão huyền về chống tham nhũng đã bị quên lãng ngay sau khi đắc cử. Zelensky là một ví dụ hoàn hảo của chủ nghĩa dân túy phương Tây. Trước đó, Pandora Papers đã cho thấy ông và những người thân cận của mình đã hưởng lợi như thế nào từ mạng lưới các công ty nước ngoài. Kể từ cuộc tấn công của Nga, các chuyên gia dường như đã tiện thể quên những sự kiện này. Theo chỉ số tham nhũng mới nhất của Tổ chức Minh bạch Quốc tế, Ukraine dưới thời Zelensky đạt điểm 32 trên 100, trên thang điểm 0, mà có nghĩa là tham nhũng cao, và 100 có nghĩa là rất trong sạch. Ukraine chỉ dẫn trước Nga một vài điểm và ngang bằng với các quốc gia bị tàn phá bởi tham nhũng như Zambia, Algeria và Ai Cập. Đây là trường hợp ngay cả trước khi phương Tây bắt đầu bơm hàng tỷ USD vào Ukraine. Đối với xếp hạng tín nhiệm của Zelensky, chúng rơi tự do ngay trước khi chiến tranh nổ ra, với 55% cử tri Ukraine nói rằng họ phản đối việc ứng cử của ông cho nhiệm kỳ thứ hai. Do đó, Zelensky đã được cứu theo đúng nghĩa đen bởi cuộc tấn công vào tháng 2 của ông Putin. Điều này đã được chứng minh là một phép lạ thực sự đối với ông ta và thuộc cấp. Thật là mỉa mai rằng trước chiến tranh, truyền thông phương Tây đã nhận thức ra thực tế của vấn đề đó. Nhưng ngay sau khi chiến sự bắt đầu, những người này ở Kiev đã được tẩy trắng một cách kỳ diệu là những người chiến đấu tự do và được ca ngợi là những người phản kháng anh hùng thông qua các vòng quay thông tin điển hình. Bất cứ ai đặt ra vấn đề này ngay lập tức sẽ bị buộc tội là phổ biến tuyên truyền của Putin hoặc là đặc vụ của Điện Kremlin. Điều gây sốc hơn nữa, nhưng điển hình của tuyên truyền chiến tranh là sự kiểm duyệt có hệ thống của các phương tiện truyền thông phương Tây thống trị đối với bất kỳ thông tin nào có thể suy yếu sự tôn thờ Zelensky và sự ủng hộ vô điều kiện đối với chế độ Kiev. Trong một sắc lệnh của Tổng thống Zelensky đưa ra, ông Zelensky đã cấm phe đối lập bằng cách đình chỉ hoạt động của 11 đảng chính trị bị cáo buộc là có liên hệ với Nga.
Vì vậy, cuộc tấn công đã được sử dụng theo cách hoài nghi nhất như một cái cớ thuận tiện để trấn áp phe đối lập chính trị thông qua những luận điệu sai trái về cộng tác với kẻ thù. Zelensky cũng gây ra cuộc chiến nhằm xóa bỏ tự do truyền thông bằng cách hợp nhất và quốc hữu hóa các kênh truyền hình Ukraine thành một nền tảng thông tin duy nhất có tên là United News, một nền tảng hoàn toàn dành riêng cho việc tuyên truyền của ông. Bây giờ cần phải rõ ràng rằng chế độ Zelensky được kiểm soát bởi những kẻ leo thang hiếu chiến và cực đoan nhất, cả người Ukraine và người nước ngoài, bắt đầu từ Tổng thống Mỹ Joe Biden, người đã từ chối mọi cuộc đàm phán ngoại giao. Bản thân Zelensky bị ngập bởi sự sùng bái cuồng về nhân cách và tham vọng củng cố quyền lực của mình, do đó đã được khuyến khích trong ảo tưởng rằng ông ta có thể chiến thắng bằng quân sự mà không cần xác định chiến thắng có thể có nghĩa là gì trong tình thế này. Mặc dù ban đầu sẵn sàng đàm phán và thỏa hiệp, nhưng kể từ đó ông ta đã rơi vào tình trạng hùa với phe diều hâu chiến tranh cực đoan nhất. Không ai trong số họ tỏ ra quan tâm đến phần còn lại của châu Âu, nơi mà họ chỉ coi là thứ để khai thác, để kiếm thêm vũ khí và tiền bạc. Thay vì bị khuyến khích vào cuộc leo thang quân sự liều lĩnh này của một cuộc chiến đang tàn phá dân cư và đất nước của anh ta, thay vào đó Zelensky nên được đẩy về phía bàn đàm phán vì lợi ích của ông ta, vì lợi ích của những người dân đau khổ và vì lợi ích của thế giới hiện đang phải chịu một loạt sự thất bại, lạm phát, thiếu hụt năng lượng và lương thực và một tổ hợp công nghiệp quân sự đang ngất ngây trước viễn cảnh có hàng nghìn tỷ USD được chuyển hướng tới nó trong nhiều năm tới. Một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh có vẻ khả thi, vì đã có một kế hoạch hòa bình hợp lý trên bàn. Ngoài tất cả những hậu quả khác của nó, cuộc tấn công của Nga đã tiếp tục phá vỡ trật tự toàn cầu sau chiến tranh do Mỹ thống trị, trở thành chiến trường giữa Mỹ, được EU hậu thuẫn và với sự hỗ trợ của các thể chế như NATO và G7, và khối chống phương Tây do Trung Quốc và Nga dẫn đầu, hiện được chính thức chỉ định là hai mối đe dọa địa chính trị chính của phương Tây. Ngoài ra còn có một nhóm thứ ba là các quốc gia không liên kết. Điều quan trọng cần lưu ý là hai nhóm sau bao gồm phần lớn dân số thế giới và mặc dù làm chủ mặt trận thông tin, phương Tây đã thất bại trong việc lôi kéo phần còn lại của thế giới vào cuộc chiến chống lại Trung Quốc và Nga. Mặc dù các quốc gia ở các khu vực Trung Đông và Bắc Phi đã lên án rộng rãi cuộc tấn công của Nga và ngày càng bỏ phiếu với phương Tây tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi một giải pháp thương lượng hòa bình, hầu hết các quốc gia ngoại trừ Syria cuối cùng đều hướng tới mục tiêu giữ trung lập và tiếp tục quan hệ với tất cả các bên. Với sự phụ thuộc nặng nề của khu vực vào tất cả các bên liên quan, Nga, Ukraine và phương Tây, về nguồn cung cấp thực phẩm và năng lượng, cũng như an ninh quốc gia, các nước Trung Đông biết rằng họ không được gì ngoài việc có rất nhiều thứ để mất khi tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột này. Do đó, họ đã cố gắng tránh xa cuộc chiến một cách khó chịu mà không xa lánh bất kỳ ai. Một hành động cân bằng khó khăn có thể khiến họ bị buộc tội đứng về phía kẻ thù vì trốn tránh chế độ trừng phạt của phương Tây. Việc từ chối can dự trực tiếp vào một cuộc xung đột được coi là xa lạ, là chuyện của phương Tây. Và xa cách này được phản ánh rõ ràng trong cuộc thăm dò dư luận, bất chấp những nỗ lực của Mỹ nhằm tranh thủ các chế độ Trung Đông. Một cuộc thăm dò ý kiến công dân khu vực cho thấy 2/3 không có lập trường về cuộc chiến, trong khi một phần nhỏ hơn được chia gần như là đồng đều giữa sự ủng hộ dành cho Nga chiếm 16% và Ukraine 18%. Nó đơn giản không phải là cuộc chiến của họ. Trên thực tế, nhiều người đã chủ động từ chối đứng về phía Ukraine và phương Tây chống lại Nga vì một số lý do, bao gồm cả sự đạo đức giả của phương Tây đối với nguyên tắc được tuyên bố là không xâm lược và tôn trọng chủ quyền lãnh thổ Iraq, Libya và Afghanistan hiện rõ ở đây, tiêu chuẩn kép phân biệt chủng tộc đối với người tị nạn và sự ngờ vực rộng rãi của phương Tây nói chung. Trong bầu không khí hiện tại, bị thống trị bởi những kẻ cực đoan chiến tranh diều hâu nhất, sự kiên quyết không dính dáng này không nên nhầm lẫn với sự thờ ơ là điều mới mẻ và khôn ngoan. Nó báo hiệu một sự hiểu biết rõ ràng về lợi ích của các quốc gia của họ nằm ở đâu, quyết tâm dành ưu tiên cho họ khi đối mặt với áp lực của phương Tây và ý chí kiên quyết giành độc lập. Đến đây, thời lượng của bản tin Thời sự quốc tế cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng bấm vào những thông tin đang hiển thị trên màn hình để theo dõi những video kế tiếp. Cảm ơn quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.